bà cứ tha tầm lấy vay sách 10 đô la mình toàn man ấy phong bà chia trâu ở 100 đô la bà Ê, mình là chẳng thiên mà đưa nó chẳng bà mấy ở cái lâu lúc lâu đó thấy cứ tha bỏ rõ mình nè bà mà tô một tẹo tôn là đi bòm ra sẽ bà phật phết hai prom priên khinh nia tới đây khi nông tầm lấy 10 đô la bê chi mà tô đúc niêng mọc đòn mục xa rì trấy sạp tay bắt lôi 100 đô la bọn có ai miền ca phép áo đo sa mặt cách mùa than cho từ chui phương ăn ra cùng hạt cả ni bàn cả lang cả vì bị liêm mong đọc mùi dục thứ hai tì pram khai cùng bẹ cho năm bì bọn mà phải ta mặt đau play bà xí sở vắt kháng mục xa rê trầy thất khăn ông sẵn cắt vật nông khăn đồn bình bà phốp bò rà miên bì bọc lực xăm sọc xa rê trầy bà này đang thà muôn cả hết quạt bàn khơi bò rò mà nè chia mà nô cô bàn bằng mà tô mùi cường mà hông đà trìm xe mà rồi phải pram xe rì bì bọn pram mình chăm lạ lệch nụ tê đốc sở trầy mà nè miên chmua bò nhô à dụ bà hai chất xam sập chân em miên con bay nè miên sốc cầm nát nơi khát cầm bông chàm một chốc mốc xa rệt trầy tay mình đang hạt ấy nụ tê sạp tại khơi bụ kê tăng bì bàn bà trai bà trọc khnì bằng co ai miên ca bà al bê nụ quạt chìa bọc lực sẵn sọc xa rệt trầy xa màn tay bụ kê chìa bà đây bà buôn nâng khnì co tơ xua nôm tớp kháng trầy bà rạp thà bò rọc cò nụ bàn bà buôn niêng tớ đê chìa mùi khăn ông tầm lấy 10 đô la hói chào thà niêng lụi lùi 100 đô la bà còn tay chân đông cửa bàn xa xe bà rạp thà cứ trầy rụm nụ rụp ní chìa nẹ lùi lùi quạt chồng nôn 100 đô la từ quạt chắp cọ bùi ai stray roxy plate nút chuốc mình lệnh bằng co ai miên ca phép áo đò bom ôn bà chìa bà rốt nôm khnê chòm rô mơ liêm liêm nút xa mặt cách bọc bọc nôm cho mọc đò gần lại cả hát đàm bay xu nôm bằng tọp mọc chôn rô cửa chìa bà rốt nút co nút bàn từ đã phía bằng đăng nơi bọc rốt tà bà sạch cho đàm bay ai xa mặt cách chặt cả tới tạm cho bà bà rừng này khi thà dương mình toàn đang dặn mạch đáy phụ thật bỏ rõ nó cổ quát này dây ạc ca tế chẳng bê đề quát trong này dây ấy tới cam sao mà ta cách cái đôi chia sân sọc xa rê trái nó cứ quát xa xe chia xa bà khi thà quát lô có tông vui chẳng là nó rừng chạy tông xây tệ đê chơi bà quát chìa bà nó cổ lô xoay hay quát miên là hông trong rụp hết bà này thật quát tệ tệ thần đông chìa bùi nè ri nâng hay nè ri nâng kì nè ri cả hai thà xây xuân đó hello xây xây xuân xây xuân mà bao giờ vào phơi phết để đào trạch cho được tam xuân chứ ba một lê một vàng vật nôm bên đứng qua chú thà tẹt tông tôi vô tôi đắc tôi tẹt sẵn nãy mà phết ấy đứng cả vay sạch chứ đấy vay sạch nè ngay vay sạch to thay đập đà la thế tầm lấy đứng từ khi này hay hay còn tem tuần ba đứng đây nó hơi phong bà rắc cơ nó từ ba này đi đứng cái chợ vô mấy bà lâm vô lôi lỗ đom rồi đà la đấy chẳng còn là sọc chết bà và sọc chết tức là chào lao lao cũng bụi có ai cứ chập vào tay và tập cái này pin là một sai tray mà được u o có coi là lúc ao trong romơ bà hay thom đá thì lúc say thom chết một cô còn bạn gì bạn đây men và ta làm lâu hết còn miến nè còn miến còn ba cô ta sân tây cô ta đá thì lúc say còn ta cào mặt bên cô thế nè đang ca thom đá rồi chứ còn trắng mà còn bây giờ làm trắng chứ từ nãy từ nông giờ liền được tới tại toàn bàn tay vô nên lòng cho đom rơi là vô hại về bà thứ bà quạt khởi như quạt coi chứng chứng bong sợi dao vón bong rồng po đấy ra cho bong cứ mơ đến nơi ba bong vón quạt bàn là tôi lấy phim mà đang nâng pin đặt cờ nâng bà xong mọi bong chui mơ thả rêu nâng bây giờ mất bà chấm xoa cho lô cả tổng mất toàn bàn tao đo cả lại tiệt thật nạ phong hạt ấy tao bắt lôi rồi là chi phí khôi cho chứng minh đây tha nari nung tia lôi pi boroko nung môn tia môn đã thật thanh chết bà và tam chim sma na boroko nó ăn miên lôi rì ăn miên lôi rì cái đàm bà rồi nâng đã hai niên nâng mình chưa tê to tật tha oi nâng tục môn can môn nữa na can lôi nâng bà rồi nâng môn bà oi lôi môn bà lang mà tô chi tơ chỉ mùi đó tật lang môn tới niên nâng mình lang lang hai ba mầm tích rốt chỗ à chỉ kẹt này chẳng đã rồi chọn chọn xin đại trả lời rồi nữa rồi ăn ao kì ba đòi chân bà cô nó tam
ឈប់ម៉ូតូតាមបតាយបតប់ទាញយកលុយ100វិញទៅក៏លំប៉ាអីចឹងទៅណាថានឹងបរោះនឹងថាចៅថាបរោះនឹងក៏បានព្រមព្រៀងខ្លួនឯងរួមរៈឲ្យលុយដល់ពេលឥឡូវនឹងគឺទាសម្រិតយកលុយពីនាងនឹងវិញអីចឹងណាខូចបាទអញ្ចឹងបើថាមិនគេហៅស្រីខូចយកលោកស្រីពាក្យថាស្រីខូចវាមិនស្រីល្អទេណាមើលមិនស្រីខូចទេស្រីខូចក៏ត້ອງស្រីបំរើសេវាផ្លឹកទេតែហៅស្រីខូចស្រីខូចនឹងវាខូចណាកុំទៅយកខ្លួនបៀតអស់លោកស្រីបាទយកវាទៅដេកយកទៅអីជួយកាមតែបានដេកផងមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយនោះបាទមិនសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេមិនតឹងទងបានដេកអីផងអស់ប្រហែលមួកទៀតនោះអូណាមិត្តភក្តិម្នាក់នោះយើងមិនបាច់ចេញឈ្មោះគាត់ទេគាត់គាត់ខ្មាស់បាទនៅអីសួនការសួនច្បារមុខសួននេះបាញ់ទឹកសួននេះបាញ់ទឹកហ្នឹងសបោឲ្យពួកក្រូចច្បាច់ក្រូចអីហ្នឹងជួយការហ្នឹង20ឆ្នាំមុនតថ្លៃយកលុយមុនដាក់កប៉ាល់មុនបានឡើងជិះម៉ូតូទៅជាមួយហើយទៅហ្នឹងដូចជាកន្លែងប៊ូឌីងនៅកាលហ្នឹងសបោអ៊ូអបន្ទប់ជួល1ម៉ោង1ម៉ោង1ផ្លែតហ្នឹង7000 80000ទេណាអត់ទេជួលហែមដូចជាហៅទៅចូលនិយាយគ្នានៅដឹងហែមដឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដល់បានគឺគោលដៅហ្នឹងគឺទស្សនៈមកមកមកងៃឆក់កាទៀតណាលោកលោកស្រីបាទហើយតថ្លៃអីអីហើយចឹងទៅសុំលុយមុនលុយមុនយកលុយមុនហើយអីហើយហ្នឹងគឺថាមិនទៅជាមួយទេលោតចេញពីលើម៉ូតូយកលុយហ្នឹងរត់ទៅទៀតហើយរត់ហើយស្រាប់តែចេញមកសាក់ក្មេងស្ទីវវិញសាមរ៉ៃក្មេងអីដែលវាជក់ថ្នាំវាកាងស្រីខូចអស់ហ្នឹងមកធ្វើបាបយើងតែលុយលែងមានហើយលោកអញ្ចឹងបានថាសុំជួលដំណឹងផងដល់បរោះបាទដែលចូលចិត្តទៅរកសេវាផ្លូវភេទខលខូចនឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនមិនត្រឹមតែអស់លុយទេសល់តែក្តិតគូតខោទេអស់ទាំងម៉ូតូអ្នកខ្លះអស់ទាំងឡានណាបាទអស់លីងត្មងអញ្ចឹងបាទនេះថាចាញ់បោកស្រីខូចនឹងគឺដាក់ឆ្នាំក៏មានដាក់ឆ្នាំណែគាត់តែញីបន្តិចនឹងទ្រុងអស់លោកស្រីឈ្មោះចុះឈ្មោះឡើងនឹងដេកភ្លឹងបាត់ហើយចឹងសៅឡានសៅម៉ូតូនៅវានឹងវាយកហើយបាទញីនៅខ្លួនទេលោកកតុងដូចជាញីនៅឯហៅថាដើមទ្រូងឯលោកកតុងចុះខ្ញុំមិននិយាយញីខ្លួនណាលោករដ្ឋាបាទបាទខ្ញុំថាមិញគឺញីនឹងទ្រូងបាទគឺថាគាត់តែញីនឹងទ្រូងនឹងហើយបាទបរោះនឹងឆ្លក់ឆ្លីញីញក់ទៅវាដេកភ្លឹងបាត់ហើយណាបងអូនណាតបងអូនបរិញ្ញនេះណាតែចេះទេអត់បានទេឃើញគេអីណាញ៉ែចូលញ៉ែឡើងលឺឃើញផ្ញើឆាតផ្ញើវីដេអូអីឲ្យមើលផងហើយស្រាវស្រាវស្រាវស្រាទៅតាមគេហ្នឹងគេដាក់អានឹងបំតិចញីនឹងទ្រូងហើយបាទមិនមិនអេងហើយណាបងអូនប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេឬនឹងអត់បានទេបាទកុំចេះតែហ៊ានចង់អីចឹងគ្រោះថ្នាក់ខាតបង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានបាត់បង់ជួនកាលនឹងបាត់ទាំងអាយុជីវិតទៅទៀតស្រីខូចនឹងវាយកទៅធ្វើស៊ីទៅទៀតទៅកន្លែងស្ងាត់ទៅវាមានអាក្រុមគ្នាវាប្រូស្ទីវនឹងកាប់សម្លាប់ប្លន់យកតែហ្មងណាសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើរឿងនេះលោកស្រី